tam quang siêu bao la thế giới vầng nguyệt soi soi nói nam thiên đền thờ phong nguyệt vô biên. Giặt nề xuống viền nhật hoa sinh niên đan nhớ xưa đích cũ chốn nạc châu thủy tu sơn tinh đồng cuồng công chúa giáng sinh lệnh tộc phúc lệnh quyền cao trinh miên đã đi dòng trao dưới trường chùa giáng trần thoang thoảng mùi hương hồng hào sáng khắp bốn phương. Hàng trái chuốt đêm ngày sương dục giá xó bằng vàng ngọc nết na nhân tình sao đầu ngân hà. Tóc nghi đà sờ vân sáng thanh tân dịu dàng cách điệu quá vô dung dương níu nhớ nhớ vẻ nào mà chẳng trai nơi. Xuân mới nhu nguyệt thì thu đương tròn giá so bằng kim côn ngọc lệ nét đoan thanh ai vẽ cho bị gồm no tự đức dùng nghi ở ý. Giáng
xó tông từ xanh bì tê ngư. Anh xuân quang tuổi vừa ngoài kỳ mãn cõi trần này, phút đã lên thiên thần thông biến hóa vô biên. Trần ai biết phép tiên ẩn hình, đông cuồng sơn thủy hữu tình, chúa thường chắc giang hiện hình bách bách bang. Danh tiên chúa trên ngàn đừng lấy hoa phép màu đã dậy thần linh sắc phong thượng đẳng tối linh. Đằng tối linh ta thần cũng phục yêu tình hàng đầu, khắp đâu đâu nước danh đều biết chúa thượng ngàn lập mi liệt thần cơ tụ long bạc lạc tam cơ. Bảo lạc tam cơ sông thao sông cá sông bờ sông dâu, khắp các châu nước danh thần nữ từ chính triều quốc nghi sự còn ghi danh thơm nam bắc trung kiều. Bảo dân hộ quốc độ trì tứ phương, sắc lê mai đại vương trường trì đông quân từ đức nghi về danh nam chim kêu vượt ngót trên ngàn. Trong neo neo dài tô giang quấn quấn eo xinh xinh nghe thông xèo chúc hoa tứ bề.
tứ bề đền thờ cao ngất sông về đế kinh. Gành thanh đu bên gành chỉ thủy chúa sáng chân nì chân ni chỉ yếu ma chùa về chắc dáng biệt tòa cuồng ni phù họ nguyễn ni gần ni xa an lành. Sân đi đôi hai sao tự nhường hoa khai. Đầu đội nón chiêng lắng hoa trầu quầy nâng đai xanh bồ đánh dao quay trên đầu được dắt chân cài. Nhạc hát ca vang lừng cát vật đương thời loạn xa vì đi ha 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 đi ha ha ha. Bài rơi đêm chiều đang tận nắng hai bốn dòng sơn trang tình tình thầy mang trước mang xa đi ha. Hay măng trúc măng măng giang măng tre măng nữ cơm nam cha đưa tình hay sung ngay đi tìm mùa nào thương ấy dâng lên cùng xa mùa nào thương ấy dâng lên cùng xa. Sáng cho người mương người mặt người dáng lên rừng anh đôn tiên sang thọ đông trời à, ý, à, à. Đến tối đi mờ con chim nạc đô đi rừng sơn xa chôn rừng đi chuông ngựa bóng hào à, 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 ý, à, à. Ban xa vẫn hướng mọi hòm vì đã tháng ngày bán cho tiên tốt lụa dày bông nọc cho nắm về đây cho nhiều bán cho đồng dài nhất sang nhiều ý, ý, à, ý, à, à. Anh đồng còn khuya sớm phục thờ ba mươi mùng một người đi hôm giờ ba mươi mùng một mười dặm mười lớn
bông hoa hay hoa không thể đến đi biết bao thanh đồng chờ mong ban khen biết bao thanh đồng chờ mong ban khen người tiên đứng đã đi về sinh hội vô rằng rằng người tiên đứng đã đi về sinh hội vô miệng cười thơ hoa mái tóc rườm rà giá ngà điểm tuyết ni đôi mày ngài vẽ nguyệt tố son thàng nhìn càng thắm càng giòn ý tròn quần trăng tay tháp bút hàm rắn ngọc thạch tai hoan vàng hổ khoách kim cương quần chân ni áo xít khác thường nhường hoa hai đầu đội nón chiên nắng hoa hầu quầy đứng đai xanh bồ đế sao vòi ý à ra chú mường dâng văn tam định chúa mường để nhất chúa tiên tây thiên tam đạo là người thân chi thành ra nguyệt hồ dâng văn công chúa nguyệt hồ bắc giang yên thế là người sơn sang ra lâm thao cao mại quê nhà anh ninh chắc sáng chú bà đệ tam ra năm miếng gió sang năm phương năm miếng gió sang ngũ phương bàn cành tiến ly hàng rừng hoa cành sắc ni phong chữ vàng ngôi đền linh nghi ứng bốn phương nhạc đăng khói tòa ngày đêm phục thờ đuốc hoa soi tỏ chén bời khách tiên thời nay với người tiên nga sắc ni chúa thương
dáng hạ thử lòng trần, xem xét ra sao nhân dân làm sớ kêu van vô sai người lập mề ngôi đền quý nga. Bốn phương dân cầu màu trắng tuyết mày ngài mắt mắt phượng chút lòng viên nguyệt sáng như gương hồng hào vân vân vũ sắc nghi thương. Chúa tiên xuất thế mình đi đường suối một màu sơn thủy hữu tình nghề mây mây tỏa đá mọc nghề già xa như in sắc tăng phong anh linh đệ nhất ni ai khói hương diều sắt điện chung để từ con đi khấu đầu phục thù nay có nhà tiên chủ cầu an. Cấm chung ca dốc lòng cầu xanh đến kêu người chỉ giáo độ cho phép người hiện hiện dương dương pháp mừng nước thao được thần thông tuy rằng thần nữ anh linh tú tài có khi hoa vũ hồ vật khi về thượng giới tiến đi độ phi thăng ngọc điện kinh lâu tính đàn ngữ lâu lâu thương vấn đệ tử con phụng chí tâm dám xin bàn cảnh thánh bà giáng ân ý à. Thánh Chúa Thiên Trung Vương.
đêm đêm đốt đuốc soi rừng, sáng nghe tiếng ngũ thu rừng gọi nhau, đằng ai soi tỏ biết nó một màu xuân sắc tốt tươi sương hà, đến xin hàn mùa đắng hai hoa, cùng vào là đất đã xe ta là trời, cùng vào là đất nhiệt sắc đi sao đời lộc tài chú mới tan xa bốn phương hội họp để đã tháng ngày bán cho tiên đốt lụa thầy ông độc cho đắng về đây cho nhiều bán cho đồng thầy nhật sang yêu vòng nọc cho năm nay nhiều hơn năm xưa, thành đồng con khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14 giang người tiên nâng ước đang đi về trên hội vui, giang giang người tiên nâng ước đang đi về trên hội gió đi giống thiêng khi đề ngàn xưa dõi truyền có bà chúa tuần ngũ phương nước dõi truyền sự sanh sinh vào họ vũ đầu ngành cứ vào lúc canh ba giờ tí hiện ra người đi nữ thần tiên ý ai à.